Ở biển Hải Tiến có rất nhiều quán hải sản ngon. Đặc biệt hải sản ở đây rất đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại và tươi sống. Ở dọc bãi biển Hải Tiến hiện tại cũng đã rất phát triển và có rất nhiều hàng ăn uống hải sản ở đây phục vụ rất tuyệt vời. Đây là một trong những quán hải sản như vậy. Hải sản Hải Tiến đến bạn sẽ được thưởng thức những loại hải sản đặc biệt ở vùng miền ở đây như cá mú, cá song, các loại tôm, cua, ghẹ, bè bè, các loại ốc. Và bạn hãy chọn những quán dọc ven biển, vừa ngồi ngắm biển vừa ngắm thưởng thức hải sản rất tuyệt vời. Hầu hết các quán ở đây đều được niêm yết giá rất công khai, giá cả bạn thấy phù hợp, phải chăng hợp với túi tiền của mình thì bạn sẽ sử dụng dịch vụ. Nhân viên ở đây thân thiện, nhiệt tình, chu đáo, mến khách. Chỗ để xe rộng, thoải mái, không gian rất tuyệt vời. Hiện tại Hải Tiến nổi lên như một khu du lịch tầm cỡ, đang phát triển và đang cố gắng bắt kịp cùng với Sầm Sơn trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn của Thanh Hóa. Bạn hãy đến đây và trải nghiệm hải sản ở Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhé.